Thu Quỳnh và Hoàng Anh Vũ đang là một trong những cái tên nổi đình đám nhờ vào sức hút của Hương Vị Tình Thân. Dù chỉ là tuyến thứ chính, nhưng cả hai vợ chồng Thi Huy vẫn được người xem hết mực yêu thích và quan tâm không kém gì cặp đôi chính. Có vẻ như vừa có dịp gặp gỡ sau thời gian giãn cách, cả Thu Quỳnh và anh Vũ đều đăng chung một bức ảnh chụp cùng nhau. Đứng giữa phố xá thanh thang và vắng vẻ, cả hai trông vô cùng đáng yêu khi tạo dáng thân mật. Thu Quỳnh hài hước nói, người này mỗi khi nghe mình than thở luôn nói với mình những triết lý, cơ mà mình chẳng hiểu lắm. Thôi thì, có người lắng nghe mình là vui rồi. Ở bài chia sẻ của mình, Thu Quỳnh cũng nói thêm Hoàng Anh Vũ là điểm tựa của mình trong phim. Còn Hoàng Anh Vũ đúng là lại hay triết lý khi chia sẻ ảnh kèm chú thích. Nếu như thấy người khác cư xử không tốt, gặp chuyện không hay, hãy cảm thấy mình may mắn và biết ơn cuộc đời vì đã không rơi vào hoàn cảnh của họ. Chỉ vậy thôi, đừng nghĩ gì khác. Làm được thế không dễ nhưng xứng đáng đấy, nhỉ? Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.